Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm và Huệ Vương tranh sương, cẩn thận Tổng Trọng lại ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư kỳ nữa. Giới quan sát đánh giá cao việc Bộ trưởng Tô Lâm bất ngờ mượn tay cấp dưới là Công an tỉnh Thái Bình tiến hành bắt giữ khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội vào tối ngày 14 tháng 11 tại sân bay Nội Bài với tội cưỡng đoạt tài sản. Sau đó lập tức ông Lưu Bình Nhưỡng bị cơ quan công an di lý về nơi ở, cơ quan làm việc, kể cả nhà của ông Nhưỡng ở quê Thái Bình để tiến hành khám xét với mục đích tìm kiếm các tài liệu liên quan đến việc đấu đá nội bộ. Bình Pháp Tôn Tử vốn có câu tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tài ương, nghĩa là ai có thể ra tay trước thì sẽ chiếm ưu thế mạnh. Nếu ra tay sau, đối thủ sẽ gặp tai họa lớn. Tô Lâm đã thành công trong việc này. Công an tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh bắt đối với ông Lưu Bình Nhưỡng tại sân bay Nội Bài vào tối ngày 14 tháng 11. Dường như ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt trong trạng thái hoàn toàn bất ngờ, không có sự chuẩn bị trước về tâm lý. Có thể ông Nhưỡng không tin Bộ Công an lại bắt giữ ông tại thời điểm này. Dù rằng cách đây cả năm, giới thạo tin đã khẳng định bắt Lưu Bình Nhưỡng chỉ là vấn đề thời gian về những phát biểu quá mạnh mồm công khai tại nghị trường Quốc hội khóa 14. Những điều ông Nhưỡng nói người dân ai cũng biết, nhưng lãnh đạo và cán bộ có trách nhiệm không ai dám nói ra. Mới nhất vào ngày 17 tháng 11, luật sư nhà báo Lê Quốc Quân, cựu sinh viên của thầy Lưu Bình Nhưỡng ở Đại học Luật Hà Nội, trong bài viết với tựa đề "Thầy Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và tỷ lệ công lý" đăng trên trang web của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tiết lộ thông tin động trời. Thầy Lưu Bình Nhưỡng cũng đã chia sẻ với tôi một lần về việc không hợp với bên công an và viện kiểm sát. Mới đây tôi được nghe từ một bạn đang làm trong chính phủ rằng trong một lần cách đây 3 năm, ông Trương Hòa Bình đã nói về thầy Lưu Bình Nhưỡng rằng thằng khóc thuê đó, đợi đấy. Điều này chắc chắn ông Lưu Bình Nhưỡng với các mối quan hệ của mình cũng đã biết. Vì thế các phát biểu của ông tại nghị trường Quốc hội thường được viết sẵn ra giấy để đề phòng lỡ mồm. Kể cả trong các clip video trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nhưỡng cũng cho người ta thấy rằng ông cẩn trọng từng câu từng chữ để tránh phải vạ. Nhưng rồi ông Lưu Bình Nhưỡng cũng không thoát khỏi định mệnh khi các cơ quan tư pháp gồm công an, tòa án và viện kiểm sát đồng tình quyết diệt ông thì làm sao có thể tránh khỏi. Điều đáng nói là Bộ trưởng Tô Lâm không chỉ giỏi trong việc áp dụng binh pháp Tôn Tử, móng Tô Lâm còn xuất sắc trong chiều đánh lạc hướng. Xin nhắc lại vào ngày 10 tháng 11 khi góp ý về quy định liên quan chỉ huy giao thông tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm cho rằng luật chỉ có một xe ưu tiên cũng phải dừng đèn đỏ. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hiện nay lập tức giới quan sát dựa trên ý kiến đó để quay xe 180 độ so với trước của Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng ông Tô Lâm đang nói trước Quốc hội việc phải sống và làm việc theo pháp luật và mọi người đều bình đẳng, không ngoại lệ, không ưu tiên cho bất cứ ai. Nhưng không ai ngờ chỉ 4 ngày sau, ngày 14 tháng 11, ông Tô Lâm cho bắt khẩn cấp Phó Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, một người được cho rằng là có đầy đủ quyền miễn trừ. Như vậy, đây chính là lý do mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm thông báo với Quốc hội rằng tất cả phải sống và làm việc theo pháp luật và mọi người đều bình đẳng, không ngoại lệ, có ưu tiên bất cứ ai. Cho đến lúc này, giới quan sát vẫn chưa thấy phản ứng của Quốc hội, mà người đứng đầu là ông Vương Đình Huệ. Về việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt khẩn cấp, kể cả Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng thấy im rè. Có thể nói ngay từ đầu, phe ông Nhưỡng giữ thế công, còn phe cơ quan tư pháp giữ thế thủ. Nhưng đến lúc này, tạm coi phe Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình tạm dẫn trước phe Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng 1-0. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, theo giới quan sát, còn quá sớm để đánh giá và kết luận phe nào thắng, phe nào bại. Nhưng chắc chắn, cuộc quyết đấu là trận cuối một mất một còn, với cái giải to tướng là chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng để lại. Nhưng đừng quên, trước Đại hội 13, cũng vì chuyện chó tranh sương, khi ông Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò trường hợp đặc biệt, tương tự ông Nguyễn Phú Trọng đã cương quyết không đồng ý để ông Trần Quốc Vượng kế nhiệm Tổng Bí thư. Cuối cùng, ông Trọng nổi cáu và quyết định ngồi lại ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3. Bất kể vi phạm điều số 17 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép ngồi ghế Tổng Bí thư liên tiếp quá hai nhiệm kỳ. Công luận thấy rằng các phe cánh trong nội bộ của Đảng hãy bớt việc chó tranh sương,
đừng để Tổng Trọng một lần nữa lại chơi chiêu nước đục thả câu mà ông Trọng đã từng sử dụng điều luyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm và Huệ Vương tranh sương, cẩn thận Tổng Trọng lại ngồi tiếp ghế Tổng Bí Thư. Vì sao Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình quấn đít vội bắt ngay Lưu Bình Nhưỡng ở sân bay? Việc Bộ trưởng Bộ Công an vội vã ra lệnh cho Công an Thái Bình bắt ông Lưu Bình Nhưỡng được một luồng dư luận cho rằng là để ngăn chặn âm mưu chính trị của Vương Đình Huệ. Bởi ông Huệ đang xúc tiến mọi biện pháp nhằm loại bỏ Tô Lâm và các đối thủ chính trị khác trong cuộc đua nhân sự chủ chốt cho đại hội lần thứ 14. Cho dù ông Nhưỡng chỉ là nạn nhân, nhưng dù sao ông Nhưỡng là phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, tức là lãnh đạo của một ban của Quốc hội, nên việc bắt giữ ông là việc rất lớn. Công an tỉnh Thái Bình thi hành lệnh bắt giữ đối với ông Lưu Bình Nhưỡng tại sân bay Nội Bài. Do đó, ban đầu khi đưa tin, tuyệt nhiên Công an Thái Bình và truyền thông nhà nước Việt Nam hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lý do hay bằng chứng cụ thể nào vì sự giúp sức của ông Lưu Bình Nhưỡng với Cường Quắt. Ông Nhưỡng có vai trò gì trong các hoạt động của đối tượng nhiều tiền án tiền sự, biệt danh là Cường Quắt, để cùng nhau cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự đây? Kể cả trong thông báo của Bộ Công an cũng không cho biết cụ thể ông Lưu Bình Nhưỡng có vai trò gì trong vụ việc này. Tại sao việc bắt giữ một cựu đại biểu Quốc hội, phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội, tức là lãnh đạo của một ban thuộc Quốc hội, mà Bộ Công an cũng như truyền thông nhà nước lại đưa tin rất sơ sài, không công bố cụ thể cho công luận được biết? Sang ngày 16 tháng 11, truyền thông nhà nước mới bật mí rằng Công an tỉnh Thái Bình khám xét ngôi nhà của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê nhà xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Dũng cho biết, chính quyền xã cùng với đại diện thôn Hà Lý cũng được mời chứng kiến việc đọc lệnh khám xét và thực hiện khám xét vào khoảng 21 giờ 30 ngày 14 tháng 11 khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét đo đạc, chụp ảnh lại hai cánh cổng bằng gỗ. Sau đó lập biên bản đề nghị địa phương tạm thời quản lý. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính ngao ngán nhận xét, dự là bộ cổng này là quà tặng của thằng cháu kia bảo kê tặng chú, nên được coi là tang vật vụ án. Đại khái, chú giúp cháu xong, rồi chú xây nhà, cháu cảm ơn bằng bộ cổng gỗ quý, giá độ dăm chục, trăm triệu, có bằng chứng đây rồi là ghép thành đồng phạm với thằng kia thôi. Còn Facebook Trần Thanh Cảnh thì nhận thất vọng và cho rằng, cơ mà khám xét tìm thấy vàng, đô la, kim cương, đá quý, hoặc khối lượng tiền mặt nhiều thì chẳng thấy nói. Đằng này là hai cánh cổng. Chẳng nhẽ cổng như ông này bằng gỗ xưa nguyên khối hay sao? Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Trong khi giới luật thì cho rằng tội cưỡng đoạt tài sản được thực hiện do lỗi cố ý. Mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc để thấy ông Lưu Bình Nhưỡng không phải là người cưỡng đoạt tài sản. Liệt kê những điều này để thấy rằng việc ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, nơi làm việc, kể cả nhà ở, quê của một phó ban thuộc Quốc hội là điều mà Tô Lâm bắt buộc phải làm, không thì nguy, dù hiểu rõ phản ứng của công luận sẽ ra sao. Cũng phải xin nhắc lại, giới thảo tin tiết lộ cho biết về việc bắt tạm giam và khẩn cấp với ông Lưu Bình Nhưỡng và khám xét cả nhà riêng, nơi làm việc, kể cả nhà ở quê không có người ở. Vì quan trọng là những nơi ông Nhưỡng ở và làm việc cất giấu những chứng cứ bí mật của vô số chuột cống, đặc biệt là của Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình, để thấy rằng họ vội bắt vì ông Nhữ vì lý do như thế. Bộ cánh cổng trị giá khoảng 50 triệu là tang vật của công an nghi là ông Nhưỡng nhận quả biếu. Đó là lý do mà giới thạo tin khẳng định vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng mang màu sắc chính trị và triệt hạ phe phái trong đảng, mà Bộ Công an, ngành tòa án cũng như các nhóm lợi ích liên quan là các cơ quan chịu tác động nhiều nhất khi ông Lưu Bình Nhưỡng cố ý tập trung mũi dùi vào các lực lượng này trong một thời gian dài, theo chỉ đạo của cấp cao. Vì thế, câu hỏi vì sao ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, có lẽ chỉ có người trong cuộc như Vương Đình Huệ, Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình chắc chắn biết rõ. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ hiểu qua loa. Nhưng nhiều người nghe tin Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, vội nghĩ ngay tới ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, cho rằng chính ông Trọng là người ra lệnh bắt, nhưng dường như chưa phải là đúng. Vì sau 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí Thư,
ông Trọng đã gây thù chuốc oán với đồng chí của ông quá nhiều. Với ông Trọng bây giờ, có lẽ ông chẳng còn muốn gì, chỉ xin hai chữ bình an khi nghỉ hưu sau đại hội lần thứ 13. Để biết rõ, mời quý vị đón xem phần tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình quắn đít phải vội bắt ngay Lưu Bình Nhưỡng ở sân bay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.